16. Để chúc mừng Lương Tử, hôm nay về Lan Châu làm việc lại. Chút nữa mình đặt cho các cậu bánh trứng thịt thăn lợn nha. Không phải hôm qua cậu nói muốn dùng máy làm bữa sáng cao cấp của cậu làm bữa sáng cho mình sao? Nói đại bảo, mình làm cho cậu bánh mì nướng mật ong kẹp thịt xông khói và trứng. Bây giờ mình nghĩ thông rồi. Con người nên làm chuyện mình có sở trường thì hơn. Không nên phí công phí sức trong lĩnh vực mình không có sở trường. Ví dụ như thịt nướng. Thịt nướng thì phải có người nướng cho cậu chứ. Mình biết rồi. Thịt nướng mà Tề Tụng nướng cho cậu sao? Nói cái gì thế? Nè, vậy cậu nói xem, hay là mình cũng nướng thịt cho Ân Thưởng? Sao cậu lại nhắc tới Ân Thưởng nữa vậy? Cậu cứ ân cả một tuần rồi. Vậy, nhưng mình thật sự áy náy với người ta mà. Sao cậu lại áy náy với cậu ta nhiều thế? Lúc đó mình, nào ăn cơm nào. Bây giờ mình muốn nói chuyện tử tế với cậu ta. Nhưng bây giờ mình cứ mở miệng ra là mình không nói được. Chuyện của hai cậu đúng là máu chó quá. Tiểu Đinh mà lấy câu chuyện của hai cậu làm tư liệu thì đã thành tác giả nổi tiếng từ lâu rồi. Cậu đó cũng không cần phải áy náy với cậu ta như vậy. Để hiểu chuyện đằng sau một người vốn phải cần thời gian, đúng không? Trước đây cậu cũng không muốn hiểu lầm cậu ta. Cậu xem Lương Sản hiểu tưởng Lan Châu đến mức nào. Một chiêu kích tướng là trực tiếp quay lại Lan Châu rồi. Nhưng mình nói với cậu nè, cậu tới Lan Châu đó giống như Chân Hoàng vào Tân Giả Khố vậy. Cậu phải gây khó dễ cho bọn họ, ok? Lương Tử, vậy tầng 2 của cậu thế nào rồi? Cậu đã đi chưa? Coi như là đi rồi. Trước đây lúc mình ở tầng 2, Lan Châu tổng cộng chỉ có 2 tầng. Sau này thành tích của mình ngày càng tốt. Công ty kiếm được tiền mới thuê thêm mấy tầng phía trên. Mình mới chuyển tới tầng 7. Cho nên mình cũng không biết bây giờ tầng 2 thế nào. Cậu không nghe ngóng từ người khác à? Mình nghe Tưởng Lan Châu nói tầng 2 đều là blogger cấp E, cạnh tranh rất kịch liệt, không hề có tài nguyên và quyền lên tiếng. Chênh lệch lớn vậy sao? Cậu có thể thích nghi được không? Có gì mà không thích nghi được? Bán hàng thôi mà. Không được, cậu không thể có tư duy nghiệp vụ như vậy. Mình nói cho cậu biết, cậu tới môi trường mới, cậu phải tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp, phải đoàn kết lên. Hôm nay mình sẽ chính thức đem phá băng đồng nghiệp đại pháp Aniha Sayo mà cô Khương truyền cho mình, để chính thức truyền cho cậu. Cách này đã từ lâu lắm rồi, bây giờ vẫn còn dùng ở đây. Thời đại này thay đổi rồi, phương pháp cũng phải mới. Mình dạy cậu một cách xã giao mới, tên là bún tiết canh vịt đại pháp. Chưa nghe bao giờ à? Thế này đi, sau này cậu đi tìm một người nhìn có vẻ hiền lành một chút, mặt thật nghiêm túc đi qua hỏi người ta: xin lỗi, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Sau đó, quan trọng là phải dừng lại một chút rồi hỏi. Bún tiết canh vịt của anh nhìn có vẻ rất ngon. Xin hỏi là anh gọi ở đâu vậy? Dĩ nhiên rồi, bún tiết canh vịt này có thể thay thành bất kỳ món ăn nào khác. Không phải, chưa hiểu à? Không phải Lương Tử nhìn có vẻ luôn có cảm giác khiến người khác sợ đó sao? Nếu cậu ấy thật nghiêm túc hỏi người khác một vấn đề thì người khác sẽ rất căng thẳng, sau đó sẽ rất cảnh giác. Cô muốn làm cái gì vậy? Kết quả đột nhiên cậu ấy lại hỏi một vấn đề rất nhỏ, người ta sẽ cảm thấy ôi trời ơi, thật ra cô ấy cũng khá thoải mái, khá đáng yêu. Cái này gọi là đáng yêu tương phản, hiểu không? Nhưng mà bây giờ điều mình lo lắng nhất chính là sau khi cậu đi, họ sẽ cười cậu. Cũng không phải là không có khả năng này. Nhỡ đâu còn chụp lại dáng vẻ chán nản này của cậu, gửi vào nhóm 8 chuyện thì sao? Chụp đi, họ muốn chụp thì chụp đi. Mình sẽ tô son môi thật đậm, mặc lên chiến bào của mình. Được, cậu cứ xinh đẹp áp hết bọn họ. Đúng, mình cũng nghĩ như vậy đó. Tầng 2, blogger cấp E ở đây nhiều, không có quyền chọn sản phẩm cá nhân.
cùng sử dụng tài khoản của công ty livestream, thi hành chế độ đào thải trực tiếp. Người đứng đầu mới có thể đến tầng 3. Tôi không thuộc về nơi này, tôi phải lập tức thăng cấp. Xin chào, đang bận. Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút. Cá dưa chua nhìn khá ngon. Cô mua ở đâu vậy? Mẹ tôi làm. Chị Sản. Trời ạ, chị đến thật rồi. Xin chào. Cô, chỗ này không có chỗ để ngồi sao? Em dẫn chị đi. Bên này là khu vực live stream và vận hành kinh doanh. Bên này là khu vực chuẩn bị live stream. Được. Cô cũng là blogger hả? Đúng, em tên là Đại Quy. Bây giờ các cô đã bắt đầu live rồi sao? Bình thường bọn em từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Khi nào các blogger lớn như chị không live thì bọn em live. Vậy cô thì sao? Em... Chị xem chỗ của bọn em chỉ có mấy phòng livestream này thôi. Nhưng tầng 2 bọn em có tới hơn 40 blogger, cho nên bọn em điều hòa nội bộ. Bên này là khu vực chuẩn bị livestream. Bình thường bọn em ở đây trang điểm và chuẩn bị. Em dẫn chị tới khu vực sản phẩm tuyển chọn. Được, đi. Sao vậy? Không, không có gì. Chỉ là em cảm thấy chị không hung dữ như trong tưởng tượng. Em không có ý đó. Chỉ là bình thường em xem livestream của chị, cho nên rất thích dáng vẻ có gì nói thẳng mặt người khác của chị. Cảm ơn. Chỗ kia thì đều có. Chị Sản. Chị Cao Tề. Cao Tề. Sao cô lại ở? À, bây giờ tôi phụ trách thương vụ ở tầng 2. Tôi đã nghe họ nói hôm nay cô sẽ tới. Đều thuận lợi chứ? Lúc mới bắt đầu đúng là chưa thích nghi kịp, nhưng bây giờ đã ổn, cũng không tồi. À chị à, chuyện qua đây đều là chuyện đã qua rồi. Tôi biết là vì cô nói với sếp tưởng thì tôi mới được ở lại. Cô yên tâm, sau này chúng ta cùng cố gắng. Ở tầng 2 tôi sẽ che chở cho cô. Hôm nay cô có like không? Nếu cô like tôi bảo họ để lại thời gian tốt nhất cho cô. Không, tôi chỉ qua xem môi trường và thiết bị thôi, và tìm hiểu sản phẩm nữa. Được. Chút nữa tôi còn phải tới tầng 6 để họp. Tôi để... Đại Quy. Tôi để Đại Quy dẫn cô đi các nơi để làm quen. Vậy tôi đi trước nha. Gặp lại sau. Quyền lợi thương vụ tầng 2 lớn vậy sao? Bọn em đều là blogger nhỏ mà. Ở tầng 7 của chị có phải blogger nói là được không? Dù sao thì ở tầng 2 bọn em mấy blogger dùng chung một thương vụ. Chị Cao Tề là lão đại thương vụ ở đây. Chị quen chị ấy, nhất định chị ấy có thể chia cho chị tài nguyên tốt nhất. Đi, em dẫn chị đi tham quan. Được, đi. Phòng livestream này đều là blogger có xếp hạng trên đầu. Xếp thứ nhất, Thổ Vị Huynh Đệ. Chính là cái này. À, xếp thứ hai tầng 2. Đúng. Sao không thấy cô? Chị phải xem từ cuối lên. Thật ra em vẫn luôn xếp thứ hai từ cuối lên. Xếp thứ nhất từ cuối lên cuối tuần trước bị loại rồi. Em mới rớt xuống thứ nhất. Nhưng không phải cô học livestream của tôi sao? Đâu có học được nhanh như vậy. Có thể là tham khảo không thấu đáo thôi. Vậy hôm nay cô có like không? Có, tôi giúp cô. Hả? Vừa nãy cô đã giúp tôi. Tôi cũng nên giúp cô. Vậy thì đi thôi. Được. Cô bán sản phẩm gì? Em bán sản phẩm công ty mới đưa ra. Bát bong bóng cá Lan Châu tuyển chọn. Chính là cái này. À, chị ngồi đi. Tôi không ngồi đâu, cô ngồi đi. Chị ngồi đi, bên đó còn có một cái. Em qua đó là được. Được. Lan Châu tuyển chọn. Tốc độ của tưởng Lan Châu nhanh thật. Nào. Nói đi. Bình thường cô hay mang hàng thế nào? Em giới thiệu giá cả của nó, bản thành phần. Sau đó ở livestream thì cố sức mà ăn, biểu hiện ra vẻ rất ngon. Vậy
Tôi nói với cô lý luận của tôi nha. Được. Thật ra logic mang hàng là giống nhau. Tổng cộng là 4 điểm: miêu tả hoàn cảnh sử dụng, nâng giá trị sản phẩm, cố định giá cả và thi tốc độ tay. Hai cái đầu tiên rất quan trọng, đặc biệt là nâng giá trị cho sản phẩm. Ví dụ như bát bong bóng cá này, khi cô miêu tả cảnh dùng món, có thể kết hợp với tình thân, coi nó làm quà tặng mẹ. Cô xem, bình thường mọi người làm việc rất bận, không có thời gian về nhà. Vậy thì Tiểu Quả, uống cà phê không? Được. Hôm nay vẫn xông hơi hả? Không xông nữa. Sao thế, tiết kiệm tiền à? Tôi cũng đâu phải bánh bao, ngày nào cũng xông. Này, vị quả hạch cũng rất thơm. Cậu cũng không nhìn xem, Tề đại sư tự tay pha, sao có thể không thơm được. Cậu vui ghê ha. Sơn nội thất của Tiểu Giang của tôi tới rồi. Tôi còn mua một chiếc giường sofa nữa. Tiền thưởng còn chưa phát đã tiêu trước rồi à? Tôi cảm thấy nếu tiêu trước là tôi khao bản thân. Trước mặt cậu buộc cây cà rốt, cậu không lấy xuống cắn hai miếng, sao mà làm việc tốt được? Cà rốt gì? Chính là cây cà rốt này. Emma, nhanh lên, nhanh đặt nhà hàng. 12 giờ rưỡi Alex mời chúng ta ăn. Đột nhiên vậy sao? Tôi đã nói với anh ta, tất cả biểu hiện xuất sắc gần đây của mọi người, anh ta nghe xong rất vui. Lát nữa gặp lại. Vâng, cảm ơn sếp. Phiền chết được, sao đột nhiên thế? Tôi đặt đồ ăn rồi. Không phải, cậu làm gì thế? Tôi đi đặt nhà hàng cho anh ấy. Còn phải chuẩn bị một chút. Ăn với sếp, có thể gọi là ăn sao? Đó là hiện trường báo cáo công việc, mô hình nhỏ. Là thời cơ tốt nhất thể hiện thành quả cá nhân và công việc. Tôi khuyên cậu cũng chuẩn bị đi, đừng để lát nữa làm trò cười. Đúng rồi, cậu đừng hủy đồ ăn. Bữa này chắc chắn ăn không no, quay về còn lấp bụng đó. Ăn bữa cơm thôi, đâu ra phức tạp thế? Ôi trời, người trẻ tuổi, quá ngây thơ rồi. Tụng, cậu là người ở đâu? Hắc Hà. Hắc Hà tuy phân Hà, hồi nhỏ tôi hay đi. Vậy à, Alex, cảm ơn, mọi người ăn đi. Bố mẹ tôi buôn bán ở đó. Chris. À, mọi người ăn uống gì thoải mái gọi. Hôm nay tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền cho tôi. Dạ được. Cậu muốn ăn gì tôi gọi cho. Em ở chín với bò thêm một phần. Được, hồi nhỏ tôi ở Hắc Hà, không phải sao? Alex, Chris, là thế này, hôm qua bên Mật Lâm vừa hay mang cho chúng ta một vài sản phẩm mới sắp lên thị trường. Không phải hôm nay tụ họp sao, tôi đặc biệt mang tới. Đây là vị vải. Anh xem mùi vị thế nào, chúng ta coi như điều tra nghiên cứu khách hàng cao cấp. Sủi cảo kết hợp với rượu, càng uống càng vào. Đúng là muốn uống một ly, nhưng chiều còn có cuộc họp. Thế này đi, tôi đề nghị nhóm tiêu dùng mới này lần này thể hiện thật sự rất khá, lấy được Mật Lâm thật sự không dễ. Muốn ấn thích cho các cậu, tiếp tục cố gắng. Cảm ơn sếp. Thật ra chúng tôi có thể có được khẳng định và khích lệ của sếp, chúng tôi đều rất vui. Cố gắng hơn nữa vì dự án này cũng đáng mà. Dự án này anh cũng tham gia à? Tôi còn tưởng chỉ có mấy bạn trẻ bọn họ đề ra. Là Khương Tiểu Quả đề ra, là tôi với Tề Tụng cùng đề ra. Đúng, là hai người họ cùng đề ra. Tôi thì liên tục đốc thúc họ chú ý tới chủng loại này. Anh quên rồi à? Cuộc họp thấu hiểu ngành nghề quý 4 năm ngoái, anh đã dự đoán 4 chủng loại phân đoạn có khả năng bạo phát vào năm nay. Trong đó có rượu loại hình mới này. Đúng đúng đúng, có ấn tượng. Cho nên hơn nửa năm nay tôi vẫn luôn theo sát mấy loại tiêu dùng theo dự đoán khi đó của anh, định kỳ chia sẻ trong nội bộ với họ. Mật Lâm này vừa xuất hiện, lập tức được họ chú ý tới. Chuyện này phải từ gốc rễ. Vậy còn không phải dự đoán của anh chính xác sao? Đúng thế. Đương nhiên ở dự án này, tôi chỉ phụ trách nghiên cứu ấn tượng trên thị trường của nhãn hiệu, xác định phương châm đàm phán, đốc thúc từ xa việc thẩm định của họ, lại chỉ đạo nội dung ủy ban đầu tư mà thôi. Thực hiện cụ thể vẫn là hai người Tiểu Quả và Tề Tụng làm. Cũng phải cho người trẻ cơ hội, phải không? Đúng đúng đúng, tôi ở phía sau xem họ, hộ tống cho họ. Tuy suốt chặng đường này loạn choạng, nhưng kết quả vẫn tốt. Hai bạn trẻ đã làm rất tốt rồi.
Vậy hiện giờ tới giai đoạn nào rồi? Đã chuyển khoản rồi chưa? Hiện giờ là bên mật lâm. À, hiện giờ chúng tôi chủ yếu đang bàn một vài chi tiết của hợp đồng. Bên mật lâm chủ yếu vẫn còn vài ý kiến với hạn ngạch của khoản đặt cọc. Hiểu rồi. Chuyện này cũng tại tôi. Vốn nghĩ cũng đã qua ủy ban đầu tư rồi, việc còn lại chắc chắn không có vấn đề gì nữa. Không ngờ mấy ngày không chú ý vẫn xảy ra chút sai sót. Xin anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy họ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Được. Dù sao anh nhiều kinh nghiệm, anh chú ý thêm. Chuyện giống như thế này càng về sau càng quan trọng. Được. Cái này, được, cảm ơn. Ăn đi. Không nói chuyện này nữa, ăn đi. Nói tới thì hai chúng ta lâu rồi không cùng ăn với người trẻ tràn đầy sức sống như thế này. Sao cô không giận chút nào vậy? Chris đó từng quan tâm mật lắm bao giờ? Chris có bao giờ từng làm bất kỳ chuyện gì mà anh ta nói? Cô có nghe cách nói vừa rồi của anh ta không? Làm tốt đều là do anh ta làm, chuyện làm không tốt đều là hai chúng ta làm. Đúng là đỉnh luôn. Vẫn phải làm cho tốt. Mỗi phân đoạn sau này đều phải Chris gật đầu. Đắc tội với anh ta sẽ chỉ ảnh hưởng tiến độ. Lại nói, có công lao bị cướp cũng tốt hơn là không có công lao mà bị coi thường. Ở nơi làm việc, người thăng chức tăng lương cho cậu không phải lãnh đạo ở cấp trên cao nữa, mà là lãnh đạo trực tiếp của cậu. Cho nên Alex không biết công lao của chúng ta cũng không sao, Chris biết là được rồi. Cậu thực sự cảm thấy Alex không biết sao? Cậu nghĩ xem, vừa rồi lúc Chris tranh công, thái độ của Alex với anh ta rất mơ hồ. Trùng hợp vậy. Đừng nói nữa. Emma, vừa rồi chưa ăn no à? Không muốn lãng phí. Vậy sao? Vừa rồi lúc ăn nói tới khoản đặt cọc của mật lâm, cụ thể là vấn đề gì? À, khoản đặt cọc đó là 25% tổng đầu tư, sau đó mật lâm muốn tăng lên 30%, cho nên hiện giờ vẫn đang giằng co. Vậy đã có phương án giải quyết chưa? Định tiếp tục đàm phán. Với còn Chris, tôi nhớ vừa rồi Alex có nói trong chuyện này anh có kinh nghiệm rất phong phú. Hay là anh đàm phán giúp chúng tôi đi? Cũng được. Vậy tôi đích thân ra tay đàm phán với họ. Chris, trước đây anh chưa từng gặp người sáng tạo của dự án này, đối với rất nhiều chi tiết không hiểu rõ lắm. Hay là để tôi đi cùng? Không cần đâu. Cô hẹn với sếp Đại Sâm giúp tôi, sau đó chuẩn bị một bản tư liệu chi tiết về dự án gửi cho tôi là được. Cậu bảo anh ta đi làm gì? Tôi đang giúp anh ta mà. Người ta là lãnh đạo, không thể giành công lao. Chúng ta phải tặng công lao này vào tay người ta, đúng không? Không phải anh ta quan tâm mật lâm chính là công lao của anh ta. Cậu điên hả? Bàn hỏng thì làm sao? Cậu yên tâm đi. Cậu thật sự nghĩ lãnh đạo người ta làm không vậy à? Ăn cơm của cậu đi. Ăn cái con khỉ đó. Phải chuẩn bị tư liệu cho anh ta rồi. Không biết mọi người có từng nghĩ, thực tế thời gian chúng ta có thể ở bên bố mẹ có lẽ chỉ còn lại 2 tháng nữa. Đây không phải là dọa dẫm. Giả sử chúng ta còn có thể ở cạnh bố mẹ 30 năm. Một năm về nhà một lần, một lần ở 5 ngày. Trừ thời gian di chuyển Tết nhất, mỗi ngày có thể ở nhà cùng bố mẹ 10 tiếng, cũng tức là 1.500 tiếng. Nếu đổi sang ngày thì là 62,5 ngày. Tức là gì? Để mẹ khoe tình yêu bầu bạn. Tức là thời gian chúng ta không bên cạnh bố mẹ, bác bong bóng cá có thể trở thành một cách ở bên cạnh họ. Cũng có thể khiến mẹ khoe với người khác tình yêu của chúng ta với họ. Tôi nói qua với mọi người về giá cả. Giá tham khảo trên thị trường là 199 tệ. Hôm nay đến với live stream này là 99 tệ. Mua 1 gửi 4, vô cùng hời luôn. Mọi người hãy mau mua nha. Thật đấy, tôi năn nỉ mọi người đấy. Gửi hàng ngay ngày mua. Vậy tôi sẽ ăn thử thêm một bát cho mọi người xem nha. Cho mọi người xem thử cái tôi từng mở. Không cần 299, không cần 199, chỉ cần 99. Hôm nay trong phòng livestream những người chốt đơn, mua 1 tặng 3, mua 1 tặng 3. Đại ca nói nhầm rồi, là mua 1 tặng 2. Cái quái gì vậy? Mua 1 tặng 2. À,
Mọi người đừng căng thẳng. Đại thí tôi nói được thì sẽ làm được. Hôm nay tôi đã bảo mua một tặng ba thì chắc chắn là phải mua một tặng ba. Tiền của món thứ ba tôi tự trả. Không được đâu mà, cứ đắp tiền như thế chúng ta sẽ đều sạch tiền đấy. Hãy im miệng cho tôi. Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được. Chỉ cần người hâm mộ của tôi hôm nay có thể ăn được bong bóng cá tốt, đền tiền thì đền tiền. Nào, hôm nay ở phòng live stream của tôi, giá sốc 199, bóng cá được tuyển chọn. Bây giờ chỉ cần 99. Trời ạ, khi ăn vào có vị gì đây? Tôi đã ăn ra mùi vị của sức sống dồi dào. Tôi ăn ra collagen, collagen đầy miệng. Tôi thật sự thấy các chị em nhất định phải mua cái này. Cái này ngon quá đi mất. Ôi trời ạ. Ăn no rồi. Có thể lý luận của tôi không ổn ở đây lắm. Tôi sẽ xem xét lại. Tôi nhất định sẽ đưa doanh số của cô cao lên. Không sao, hôm nay tôi vui lắm. Tôi khó khăn lắm mới bán được 10 đơn. Phòng live stream Đại Quy tuần này đã có thể khai trương. Cảm ơn cô Lương Sản. Lúc nãy tôi ăn nhiều quá. Tôi đi vệ sinh đã. Sớm biết thế thì đã mua 100 đơn rồi. Xin chào. Xem ra có người chăm sóc mày rồi, tốt thật. Được rồi, từ từ ăn đi. Chị đi nha. Đã xem kịch bản chưa? Xem rồi. Cảm thấy thế nào? Kịch bản lần này tôi thấy cũng tương tự lần trước, chỉ khoa trương hơn một chút. Không, sao cậu đột nhiên vì cảm tính mà bỏ bê công việc thế? Song Mộc, cuộc họp hàng tuần của tuần này do tôi phụ trách, chỉ còn cậu chưa báo cáo. Tôi bận quá nên quên, tôi sẽ gửi cho chị. Được. Vậy chúng ta quay lại một lần toàn cảnh nha. Được. Tôi cảm thấy cũng được. Ý kiến tương thông rồi. Chút nữa chúng ta quay một chút toàn cảnh. Thời gian này chúng ta cũng giống như lần trước. Đúng vậy, tương tự lần trước. 2-3 tiếng vì thời lượng cái kia cũng nhiều. Được, thực ra chỉ có vài cảnh quay thôi. Quay xong là được. Cực kỳ đơn giản. Căn nhà này mới được trang trí đó nhỉ? Khá nặng mùi nên tôi mở quạt để bớt mùi chút. Chị Bảo à, hả? Đạo diễn Dương, diễn viên nữ đóng vai phản diện, có chuyện đột xuất không tới được, hả? Chị Bảo à, hay là chúng ta cameo một nhân vật nha? Tôi sao? Không được đâu. Không có gì đâu, chỉ vài câu thoại thôi mà. Không cần thay quần áo. Không được, đạo diễn, anh nghĩ sao? Cô biết diễn không? Được đó. Chị ấy diễn tốt lắm, tôi biết rõ mà. Không sao đâu. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi trời, đây không phải là tiểu hoa nghèo khổ của ký túc xá chúng ta sao? Cắt. Đạo diễn à, có phải tôi nói nặng lời quá không? Với tôi diễn khoa trương quá đúng không? Không, cô diễn rụt rè quá. Cô phải dữ hơn chút nữa, xấu xa thêm nữa. Bọn tôi không phải quay phim điện ảnh. Cô đừng diễn thể hiện chi tiết qua biểu cảm. Làm sao thể hiện rõ nhất? Phim ngắn cần chú trọng 3 giây vàng. Phải dùng 3 giây đó để giữ chân người xem. Được, tôi hiểu rồi. Chị Bảo cố lên. Chuẩn bị. Khoa trương lên. Chị Bảo cố lên. Nào, bắt đầu nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi trời, đây chẳng phải là tiểu hoa nghèo khổ của ký túc xá chúng ta sao? Ôi, mặt cô sao lại đen hệt như than vậy? Im miệng. Long thiếu. Trong mắt Long thiếu tôi không chấp nhận bất kỳ sự bắt nạt nào. Đừng nghe lời cô ấy. Em là xinh đẹp nhất. Nhưng mùa hè đến rồi, em nhất định phải chống nắng thật kỹ, chống tia cực tím. Cảm ơn Long thiếu. Em sớm đã muốn có món này rồi. Chống nắng ánh sáng xanh lộ mỹ tịnh, vừa dưỡng ẩm vừa chống nắng, còn có thể giúp bạn tìm được tình yêu. Bạn xứng đáng sở hữu nó. Được, cắt. Hoàn hảo, xong rồi. Bộ này tôi trả cho anh muộn một chút nha. Được. Chị nghĩ xem. Trước đây, chị mời cho bọn tôi cô giáo dạy diễn xuất để dạy cho chúng tôi, cho chúng tôi học. Dạy chúng tôi không được khoa trương, phải tiết chế. Nhưng mà ở đây, khoa trương chính là cách diễn xuất tốt nhất. Thứ họ quay khác nhau mà. Cậu làm rất tốt, lúc nãy chỉ quay có một lần. Hôm nay kết thúc sớm, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.
ăn tôm hùm đất. Được. Chị Bảo à, đi chung nha. Tôi mới đặt thức ăn rồi, tôi không đi đâu. Mọi người đi đi. Chị mang theo đồ ăn đã đặt đi cùng đi. Cô đừng làm khó chị Bảo nữa. Trước giờ chị Bảo đều đặt đồ ăn cả. Có khi nào thấy chị ấy ra ngoài ăn chung với chúng ta đâu. Không sao. Đi nào Tiểu Thưởng, đi cùng nha. Chúng ta đi. Vậy tôi cũng không đi nữa. Tôi cũng gọi thức ăn rồi. Tôi lười đi lắm. Đặt đồ ăn tiện hơn. Cũng được, vậy chúng ta đi nha. Được, chút nữa gặp. Tạm biệt, tạm biệt. Vất vả rồi. Tạm biệt. Vất vả rồi, tạm biệt. Săn được rồi. Săn cái gì vậy? Lì xì khi đặt thức ăn. Bây giờ tiết kiệm thế sao? Thế này đi, hôm nay tôi làm diễn viên kiếm được thêm tiền, tôi mời cậu ăn cơm. Lúc nãy tôi thấy có một combo mì xào nhiều ưu đãi cực kỳ hời đó. Chị nghĩ xem, trước đây mỗi lần chị đặt đồ ăn đều hơn 100 tệ, còn đặt toàn là những món mà bản thân thích. Bây giờ chỉ ăn mì xào bình thường, chị có thể kiên trì bao lâu? Tôi cũng không biết nữa. Tuy là mì xào này mùi vị cũng ổn, nhưng mà lưỡi của tôi nói cho tôi biết, nó rất nhớ bò Wellington và bò Wagyu M9 ủ khô của nó. Dựa trên kinh nghiệm trước đây của tôi, mỗi ngày chị đều sống chắc chiêu như thế, không cầm cự được bao lâu đâu. Giống như giảm cân có ngày gian lận vậy. Một người ngày nào cũng ăn chay để giảm cân, sớm muộn cũng sẽ tăng cân trở lại. Cho nên họ cần phải ăn uống thịnh soạn trong ngày ăn gian lận, để lừa dối cơ thể của mình rằng chị đang sống rất tốt, chị còn nhiều thức ăn, còn có thể tiếp tục giảm cân. Tương tự như vậy, mỗi tháng chị cũng nên giữ một phần tiền lừa dối cho chính bản thân. Ví dụ như dùng 1/10 tiền lương của chị để hưởng thụ thật tốt, lừa dối nội tâm rằng chị đang sống tốt, chị có thể tiếp tục kiên trì. Vốn lừa dối sao? Vốn lừa dối. Mời vào. Chris. Phía sếp Đại Sâm tôi đã bàn bạc ổn thỏa. Hai người hãy bàn bạc lại với vốn mạo hiểm là được. Nhanh như thế sao? Sao mà làm được thế? Quá trình không quan trọng, kết quả quan trọng hơn. Có những lúc một phương án có thể giải quyết vấn đề thì không cần lãng phí quá nhiều thời gian và công sức. Không, chúng tôi đã bàn bạc nhiều lần như thế, sếp Đại Sâm cũng không thỏa hiệp. Anh đã thuyết phục như thế nào vậy? Vẫn là dựa theo yêu cầu của đối phương, khoản đầu tiên sẽ chi trả theo tỷ lệ 30%. Hả? Đây chính là phương án mới mà anh nói sao? Có vấn đề à? Phía sếp Đại Sâm đã cho tôi xem chi tiết bản dự trù. Tôi thấy yêu cầu này của họ cũng hợp lý. 25% đã nâng cao hạn mức rồi. Chỉ như thế thôi mà phía vốn bảo hiểm đã thêm rất nhiều quy tắc chi tiết cho chúng ta. 30% phía vốn bảo hiểm không thể nào đồng ý được. Cho nên tôi mới mời hai người tới. Cần hai người làm một phần thuyết minh bổ sung chi tiết. Cần phải thuyết phục phía vốn bảo hiểm. Nếu anh sớm nói đồng ý với 30%, chúng tôi có thể bàn bạc được. Nâng cao hạn mức không có ích lợi gì với công ty. Bây giờ cậu đang nghi ngờ cách giải quyết của tôi sao? Tôi làm như thế đương nhiên có đạo lý của tôi. Anh có lý lẽ gì không? Cậu chú ý thái độ đi. Được rồi, được rồi. Tôi suy nghĩ, có lẽ với Mật Lâm thì việc nâng cao hạn mức triển khai nhanh chóng có lợi ích, cũng có lợi cho chúng ta. Thế này, tôi làm lại một mô hình doanh thu khác để sao cho anh xem. Sáng mai giao cho tôi được không? Hiện giờ tâm trạng của tôi không tốt. Sếp, chúng tôi không nộp được. Tôi không hỏi cậu. Có thể sáng mai anh mở mắt ra là thấy. Vất vả rồi. Emma vẫn biết lo cho đại cuộc hơn. Không phải chứ Khương Tiểu Quả, cậu khắc cái tính nô lệ đó vào tận xương tủy rồi à? Chris nói gì cậu cũng đồng ý. Trước đó tôi nói không cho anh ta nhúng tay vào dự án, cậu lại nhất quyết để anh ta đi. Bây giờ dự án có tiến triển là quan trọng nhất. Làm xong việc cho sớm, tan ca sớm đi. Làm xong sớm, tan ca sớm. Chờ tới chiều mai mới tan ca sao? Tôi làm không được. Sai lầm của Chris, tại sao tôi phải gánh thay anh ta? Không phải đâu Khương Tiểu Quả, chúng ta phải cứng rắn lên. Cậu nghĩ tôi không muốn cứng rắn sao? Cậu làm công ăn lương dựa vào đâu mà cứng rắn với sếp? Cũng cần phải làm xong việc
mới cứng rắn được chứ. Tệ Tụng à, nghe tôi đi, nếu dù sao cũng phải làm, chấp nhận càng nhanh càng đỡ tốn sức. Cậu làm thế không phải đỡ tốn sức mà là hèn nhát. Phải, tôi hèn nhát đó. Thay vì so đo đúng sai, tôi càng mong cậu có thể chỉnh trang xe cắm trại của cậu, tôi có thể giữ được nhà vệ sinh của tôi. Hơn nữa vốn dĩ công việc không phải là như vậy sao? Dùng thời gian, tinh lực, cảm xúc để hoàn thành mục tiêu đổi lấy tiền, vừa muốn kiếm tiền vừa muốn ngang bướng. Chúng ta là người làm công, không phải là đại gia. Tranh thủ thời gian đi. Lượng công việc của mô hình doanh thu vô cùng lớn, một mình tôi làm đến chiều mai cũng không hết. Vĩnh viễn cũng đừng ôm hy vọng đối với đàn ông. Hôm nay mọi người đều không tệ. Được được được. Tiểu Đinh. Hả? Viện trưởng, team building của chúng ta tháng này đi đâu quyết định chưa? Lần trước tới cà phê thú cưng, mọi người phản hồi là quá giống đi làm. Nhưng mà tôi đang định thu thập ý kiến của mọi người. Đúng lúc mọi người qua đây thương lượng xem. Team building đi đâu chơi? Team building, chúng ta có thể đi ăn lẩu. Đông người náo nhiệt. Ăn lẩu hả? Muốn mặc hán phục, như vậy xác suất ảnh hưởng rất cao. Mặc hán phục cái gì? Cô không sợ nóng nhưng tôi sợ. Tôi cảm thấy chúng ta nên chơi cái gì kích thích. Nè, tiệm trò chơi VR mới mở tôi thấy không tệ đâu, cô biết không? Tôi cũng nghe nói tới tiệm đó, rất nổi tiếng đúng không? Đúng, ghi lại VR. Thần thần, mắt của cậu sao thế? À, không khỏe lắm. Nói gì thế? Chúng tôi đang nói team building sẽ tới tiệm trò chơi VR. Mắt của cậu không khỏe thì đừng đi. Vừa khéo đỡ tốn một vé. Tiệm này quả thật khá nổi tiếng, nhưng mà tôi sợ đặt bất ngờ vô cùng khó, không đặt được. Hay chúng ta chọn thêm cái dự bị để đảm bảo đi. VR lần sau hãy đi. Bác sĩ Chu, anh thấy sao? Tôi hả? Tôi nghe mọi người. Vậy thế này đi, Tiểu Đinh, cô quyết định xong thì vào group thông báo. Được, vậy tôi quyết định rồi vào group thông báo cho mọi người. Được, 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 được. Vậy chúng ta tan ca nha, tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt viện trưởng, tạm biệt. Nè thân thân, mắt cậu sao thế cho tôi xem nào. Không sao đâu, có chút không khỏe. Làm sao thế cho tôi xem nào. Có lương rồi. Thật sao? 8.000. Tài khoản 3457 thẻ tín dụng của bạn 5:32 ngày 9 tháng 8 tự động trả khoản phí khấu trừ 3.089,3 tệ, còn lại 3.918,7 tệ. Chị Bảo, đồ ăn vặt. Cảm ơn. Nghe nói cô lại ăn mì. Ngày nào cũng ăn mì không ngán à. Ngày cuối cùng rồi, ngày mai sẽ ăn bít tết. Được, Đại Bảo tự lập cường nhanh như vậy, chú và cô nhất định rất vui, chắc chắn rồi. Tiếp theo sẽ thi đấu cái gì? Nào hạ đo ván trong tích tắc cho mọi người. Sẵn, cậu muốn thay đồ mặc nhà không? Cho thoải mái một chút. Để lát nữa đi. À đúng rồi, hôm nay lầu 2 thế nào? Vẫn ổn chứ? Không ra sao cả. Rất nhiều thứ không như mình nghĩ. Phải học lại từ đầu rồi. Họ không làm khó cậu chứ? Không. Không ai rảnh mà làm khó mình. Không có ai để ý tới mình hả? Mình chỉ cần một báo cáo khảo sát group fan, hối thúc 5 lần.
Thế sau này cậu phải làm sao? Có thể làm sao nữa? May mà thương vụ của lầu 2 là team cũ của mình, vẫn rất chiếu cố mình. À đúng rồi, mình mang bát bong bóng cá mà livestream của công ty mình bán về. Làm chút đi. Bong bóng cá hả? Ừ, lâu lắm rồi không ăn. Để mình xem nào. Cũng khá nhiều. Được, vậy mình lấy hai cái nha. Đi đi. Vậy để báo đáp bát bong bóng cá của cậu, hôm nay mình sẽ nói với cậu một tin tốt. Được. Tiểu Đinh về rồi hả? Lương Sản tới rồi. Lương Sản, cậu tới rồi à? Về đúng lúc. Vậy thì nói cho các cậu biết. Được, cậu mau nói đi, mình nghe đây. Cái gì thế? Hôm nay mình được nhận lương rồi. Vỗ tay. Ôi trời, 2 năm rồi, đều do mình trả lương cho người ta. Khó khăn lắm mình mới được bắt đầu tự nhận lương. Hôm nay sau khi được nhận lương, mình lập tức trả nợ thẻ tín dụng, đóng tiền nhà, lại chuyển khoản cho mẹ mình. Sau khi chuyển xong, mình đem số tiền đó sắp xếp lại toàn bộ một cách hoàn chỉnh. Bữa trưa, lúc mình gọi đồ ăn, đã dùng một app hoàn tiền, tiết kiệm 3 đồng tiền ship. Buổi chiều, đồng nghiệp gọi trà sữa, mình dùng cách pha trà sữa mà Tiểu Đinh đã dạy cho mình, dùng trà và sữa tiệt trùng của công ty, làm một cốc trà sữa. Thế nào, có phải ngày càng biết cách tiết kiệm được không? Mau khen mình đi, giỏi lắm. Ôi trời, giỏi lắm. Đại Bảo à, cậu có muốn chơi một trò chơi không? Trò chơi gì? Nào nào nào, qua đây theo mình. Cái gì vậy? Thế này nha, sau này mỗi khi cậu hoàn thành một nhiệm vụ tiết kiệm tiền, có thể dành một cái 500 dán tủ lạnh. Chờ cậu thu thập đủ 5 cái, có thể dành được một món quà ngẫu nhiên của mình. Quà gì? Chờ cậu thu thập đủ 5 cái là cậu sẽ biết. Hả? Cách này hay đó. Chờ cậu thu thập đủ 5 cái, mình cũng cung cấp phần thưởng cho cậu. Thật hay giả thế? Vậy hôm nay mình làm những nhiệm vụ tiết kiệm đó thì được mấy cái? Hôm nay có thể được 2 cái 500 dán tủ lạnh. Từ nay về sau chỗ này chính là đường tiến bộ trò chơi của cậu. Bắt đầu rồi. Hai người vì muốn mình tiết kiệm tiền, thực sự tốn hết tâm tư rồi. Yên tâm đi, mình nhất định sẽ cố gắng không phụ kỳ vọng của các cậu. Chủ yếu là trò chơi của Tiểu Đinh thiết kế cũng khá tốt. Đây là một kỹ năng cần phải có của một nhân viên hành chính ưu tú. Mình phải quảng bá trò này mới được. Vào trong group của bệnh viện bọn mình. Tiểu Đinh, hả? Có phải cậu có người mình thích rồi không? Hả? Theo như mình quan sát, từ lúc vào cửa tới giờ, cậu nhìn điện thoại, lén lút cười ngốc mấy lần rồi đó. Ôi trời, nói đi. Nghĩ tới ai vậy? Thì mình không phải là cái người vừa nam vừa nữ. Bác sĩ Chu, mình biết là cậu thích anh ta mà. Cậu biết không, ngày nào cũng khen anh ta trước mặt mình. Được rồi, nói đi. Mình nghe đây. Mau lên. Ôi trời. Vậy mình nói với hai cậu, chuyện này cũng khiến mình rối lắm. Vốn dĩ là mình tưởng mình có thể giữ khoảng cách với bác sĩ Chu, nhưng mà không ngờ mình cũng khá muốn nói chuyện với anh ấy. Hôm đó anh ấy đặt tay lên trên vai của mình, rồi tim của mình thình thịch đập thình thịch luôn. Sau đó thì sao? Sau đó thì mình xem toàn bộ trang cá nhân của anh ấy, nghe hết những bài hát mà anh ấy chia sẻ, còn tìm hiểu tất cả thiết bị câu cá của anh ấy nữa. Câu cá? Anh ta thích câu cá à? Sở thích của người già. Vậy tiếp theo cậu định làm thế nào? Gần đây bác sĩ Chu bị đau mắt, mình muốn chọn thuốc nhỏ mắt tặng cho anh ấy. Hả? Nè, cậu nhầm trọng điểm rồi. Bây giờ cậu hết đường chạy rồi. Cậu là một người phụ nữ đã hoàn toàn chìm vào đơn phương. Vậy thì lúc này quan trọng nhất là gì? Là gì? Là cậu phải làm rõ đối phương suy nghĩ như thế nào. Mình cũng muốn làm rõ anh ấy nghĩ thế nào. Một mặt anh ấy bảo mình đừng hiểu lầm, bây giờ anh ấy không có dự định yêu đương. Nhưng mà mặt khác thì hôm đó mình gửi ảnh chụp chung cho anh ấy, đồng thời anh ấy cũng gửi ảnh chụp chung cho mình. Cậu nói xem anh ấy có ý gì? Không hiểu gì hết. Không hiểu thì hỏi thẳng anh ta đi. Mình làm sao mà mở lời được? Vậy hay là
Cậu tạo ra một hoàn cảnh, sau đó làm nóng bầu không khí, hai người tạo ra cơ hội tiếp xúc. Không chừng cứ tiếp xúc như thế lại ra cái gì đó thì sao? Đúng lúc, vài hôm nữa bệnh viện mình có team building, có thể lợi dụng nó. Cậu đưa anh ta đi chơi trốn thoát khỏi mật thất. Các cậu phải chọn kiểu vô cùng đáng sợ ấy. Sau đó cậu vào và sợ hãi. Em sợ quá, em sợ quá. Cậu xem thử anh ta có ôm cậu hay gì đó. Nếu anh ta bảo vệ cậu, vậy thì không sai được. Đúng là ý này. Nhưng chơi trốn thoát khỏi mật thất xong hết thể lực rồi, đầu buộc tóc rối, đúng không? Cũng chẳng còn hình tượng, không lãng mạn. Theo mình thấy, chơi chiêu kịch bản đi, kiểu cosplay đó, sau đó hai người đóng vai tình nhân, chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận nói yêu nói thương sao? Đúng đúng đúng, cậu phải chọn loại kịch bản kiếp trước kiếp này kiếp sau, hai cậu phải yêu nhau chết đi sống lại, không yêu không chịu nổi đó, phải chọn loại đó. Nhưng mà tốt nhất kết cục nên là bi kịch. Hả? Tại sao vậy? Kết cục tràn đầy tiếc nuối, không chừng cũng sẽ khiến bác sĩ Chu nhất thời kích động muốn bù đắp lại trong hiện thực thì sao? Chà, thâm, thật sự quá thâm. Cố lên, chờ tin tốt của cậu. Nào nào nào, mau lên, bong bóng cá nóng rồi. Tiểu Đinh, cậu cũng nếm thử đi, mình mang đến rất nhiều. Để mình xem nào. Bồi bổ, bồi bổ. Sao thế? Không ngon à? Có lẽ lâu rồi mình không ăn đồ ăn ngon nên không phân biệt được ngon dở. Bong bóng cá này trông hơi vụn nhỉ? Cho mình nếm thử của cậu xem. Có hơi tanh, rất khó nhai, giống như đang nhai đế dày đó. Công ty cậu bán cái này